đi. Hiện giờ là sáng mùng 3 Tết và Nga đang đi đến khu vực của Hội Hoa Xuân Tao Đàn. Và Nga đang đi ở trên đường Trương Định. Hôm nay mùng 3 Tết nhưng khu vực Hội Hoa Xuân vẫn còn rất đông nhiều người đến tham quan. Và ngay cả bản thân Nga cũng chưa đến nên Nga cũng muốn đến đây coi năm nay có gì khác biệt so với năm ngoái. Hôm nay khu vực Hội Hoa Xuân trước cổng chào người ta trang trí cũng tương đối là đẹp. Ta thấy đẹp hơn so với năm ngoái. Và giá vé năm nay là 30.000 đồng một vé. À, bây giờ Nga mua vé và Nga đi vô coi bên năm nay có gì khác so với năm ngoái. Nga sẽ đi tham quan tất cả các khu trong đầy. Người ta có khu của Mai, khu của Lan, khu của các hòn non bộ và những cái tiểu cảnh của các nghệ nhân. Mặc dù ngày hôm nay thời tiết rất là mát mẻ đây, nắng cũng tương đối kha khá, nhưng so với ngày hôm qua thì khí hậu có mát mẻ hơn rất nhiều. Dẫn các anh chị đi tham quan khu vực về các đá phong thủy. Mình sẽ clear hết tất cả mọi thứ. Những hình dáng của các viên đá, nào là tuyết sơn tâm thật, bình yên sơn thủy, sông trăng, nét bài ân tình mẫu tử. Ôi ôi, sao mà cao siêu thế. Hình dạng của những viên đá này nó khác nhau, hình thù khác nhau hẳn. Có một con giống như mình dòm thì giống như là cái con cá voi vậy, mà này là nó mang nghĩa là truy kích. Con cá voi và con sư tử. Đây là hình dáng của những cái củng thân gỗ. Mỗi một cái nó có một cái hình dáng khác nhau hẳn luôn.
Thông thường thì hội hoa xuân Tàu Đàn là một điểm thu hút lớn đối với người dân Sài Gòn. Cứ mỗi dịp xuân về là mọi người dân đều kéo ra khu vực này để hưởng lãm cây cối, hoa và các tiểu cảnh. Đây là hình ảnh của một cái tiểu cảnh mang tên là Nguồn Xuân. Và Nga mời các anh chị xem nhé. Tiểu cảnh này mang tên là Nguồn Xuân. Và bây giờ Nga dẫn các chị xem một cái tiểu cảnh thứ hai. Mà nó bị tối. Và tiểu cảnh này có cái tên là Chuyến Tàu Mùa Xuân. Và đây là một tiểu cảnh thứ ba. Tiểu cảnh này có tên là Du Xuân. Đây có khu vực massage bằng cá. Năm nay có thêm phần massage chân bằng cá đây, tại đây nữa. Đây là cái kỳ thi của các con cá là hán. Sau khi tham quan ở khu vực hồ cá, bây giờ Nga sẽ tiến đến khu vực những cây hoa cảnh. À, Nga thấy rồi, bên quầy hoa cảnh của khu vực hội hoa xuân. Trước tiên là mình vô quầy hoa sứ nha. Đây, nhìn tổng quan khu vực hoa sứ kiển của năm nay. Khu vực này
Người ta trưng bày rất nhiều loại hoa sứ khác nhau và nhiều hình dáng khác nhau, từ loại hoa sứ truyền thống từ xưa đến giờ đến những loại hoa sứ lai. Đây là loại hoa bông xanh. Khu vực này là một vườn hoa gồm rất nhiều loại hoa khác nhau. Đầu tiên có hoa bông xanh, rồi đỗ quyên, rồi hoa đào, hoa mai. Đây, những cái cây hoa bông xanh này được ghép vô thân cây mai. Hoa đỗ quyên. Ở hội hoa xuân thì có thêm một loại giống hoa hồng mới. Và các anh chị giờ đây, màu của cái loại hoa này là màu xanh. Và cái hoa hồng này người ta đặt là hoa hồng xanh, và nó đạt giải bạc của hội hoa xuân. Nếu như mà hoa hồng mà có những cái màu sắc khác như màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu tím thì là bình thường thôi. Nhưng mà cái này là hoa đặc biệt, là nó lại là hoa màu xanh, do đó nó mới đạt được giải bạc của hội hoa xuân. Nhìn kỹ gần sẽ thấy cái sự khác biệt rõ ràng giữa bông hoa này với những bông hoa bình thường. Cây trồng trong nhà kính là cây xuân rồng nhé. Đây là khu vực của những cây trồng trong nhà kính, và họ trồng trên vàng dây leo. Đây, mọi người thấy cái hoa này nó quen không? Mình thấy rất là quen thuộc. Đây là hoa artichoke. Đây, bông artichoke. Những cây cây bưởi này được trồng, được bán tại chợ hoa 23 tháng 9 và công viên gia đình. Giờ này mình được thấy nó được trưng bày ở trong hội hoa xuân. Đây là cây bạch sơn liễu, bạch sơn liễu. Thank you.
dẫn các anh chị em mọi người đến tham quan đến khu Hòa Đất. Đây là những bông hoa lan mà là hoa đất. Hoa mai ngày càng thay đổi, không còn năm cánh mà là nguyên một bông quá chừng cánh luôn. Số lượng cánh của hoa mai này theo nghĩ là cỡ tầm khoảng 24 cánh trở lên, từ 12 đến 24, nhưng mà cái này cỡ 24. Cánh hoa mai đã nở rất là lớn. Ta hỏi được thì cái số lượng hoa cánh hoa đây là khoảng tầm 36 cánh. Và hoa nở thì ong bướm nó cứ bu quanh những cây mai này. Hôm nay Nga đi tham quan hội hoa xuân Tao Đàn. Và các anh chị thấy những cái con linh vật được trang trí ở đây là năm nay là những cái chú heo ở bên khu vực này, rất là khấu khỉnh và dễ thương. Ở đường Hoa Nguyễn Huệ thì mở đầu là gia đình Hợ, còn ở đây là mở đầu của cái cổng chính ở đường Nguyễn Thị Minh Khai là một bầy heo đang nô đùa. Những chú heo rất là dễ thương và khấu khỉnh, giống như là những chú baby vậy.